Cường có đi học không hay là? Dạ, em nghỉ học từ nhỏ. Nghỉ học từ nhỏ luôn hả? Rồi lớp mấy nhỉ? Em không học lớp nào, vô lớp 1 và xong em học rồi cái địa bàn đồng trọng đó, cái em mặc cảm thì em không học nữa. Vậy là hồi lúc mà vô lớp 1 mà cái gương mặt của Cường bị vậy rồi cái bạn bè đồng trọng là nghỉ, bắt mạng nghỉ luôn. Ba mẹ làm gì Cường? Ba mẹ em, thì ở nhà nội trợ, còn ba em thì giác cá. Giác cá hả? Giác cá mà cái cha là cái gì? Rồi, giác con giác trên xe. Ở trường có mấy anh em Cường? Có mình anh em nè. Có mình anh em hả? Dạ. Ba mẹ năm nay nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ em cũng 40 mấy. Em không nhớ. 40 mấy hả? Thì cái bệnh của Cường là đó giờ có đi chữa trị gì ở đâu không? Dạ có đi chữa trị được lần rồi. Mấy lần rồi nhưng mà được có lần một mà. Là đi thành phố không? Đi có. Đi còn. Rồi đi ngoài bác sĩ ngoài người ta chẳng nói sao? Chúng tôi là người ta nói là em phải đi nào mà bắt trước thì mới được năm 4 bao. Còn bọn đi qua tháp mắt đó thì người ta mới kêu các cái cục thịt đó thì đó còn mới làm được. Nói chung là làm không được. Nói chung là không được hả? Rồi ngày là Cường đi bán vé số về tiếp cha mẹ. Lúc trước đó là anh có thấy là hình như là cái gương mặt của Cường là nó ít, bây giờ hình như là nó bự lên phải không Cường? Càng ngày càng lớn thì nó sẽ thay. Hồi lúc trước là cái con mắt ở bên đây là hình như là còn thấy không? Không đâu, từ nhỏ tới giờ nó vậy đó mà dạ. Bây giờ con mắt nó đỡ không? Tại vì mổ hết lực là nó đỡ. À, lúc trước nó có mổ rồi đúng không? Mà tới giờ nó cũng vậy. Rồi. Khi mà bị vậy đó là ban đêm á ngủ rồi nó có bị nhức bị hành gì không à, Cường? Không có gì trên từ nhỏ đó không có đau. Có đau không? Không. Không đau luôn hả? Không. Rồi nè, nói chung là không đau cũng đỡ ha, cũng mừng ha, chứ còn nếu mà đau thì chịu gì nổi. Em Cường này là mình gặp ở đây thì gặp thành phố Châu Đốc cái gì? Thành phố Châu Đốc hai mọi người. Thì hoàn cảnh của em rất là khó khăn. Như là Cường có ước mơ như thế nào là được trở lại gương mặt gì sao đó? Em muốn là cái mặt em nó là ước giờ nó gọn hơn bớt thôi. À, tức là Cường muốn là ước mơ của Cường là gương mặt nó bớt cái chỗ đó lại. À, trở lại bình thường, là Cường vui rồi. Rồi sau clip này có ai mà nghe những lời chân thật của Cường đó phải đến thành phố Châu Đốc này để giúp đỡ cho Cường, để cho gương mặt mình nó coi được lại một chút xíu đúng không? Rồi hồi đó giờ là Cường đi bác sĩ rồi đi vô bác sĩ chị không hết rồi, có đi thầy đi gì không? Em chỉ đi bác sĩ không mà em đi được 4 lần, em đi 4 năm lần rồi đó. 4 năm lần đi bác sĩ đó ha. Mà thầy chợ không mà điều trị là có nhà thầy chợ ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tới giờ mấy lần đó là không có lần nào mà chỉ có một lần được thôi à. Là 2018 là được một lần thôi à. 2019 đi cũng được. Sao vậy? Làm không được, tại vì làm mấy lần người ta kêu quá phải cắt cục cú. Cắt cục cú hả? Ờ, không có nào con mắt được. Là mắt bên đây là đâu thấy được hả Cường? Không, không. Thấy màu mờ, không có mờ. Tại vì nó liếp hết rồi, nhìn nó liếp hết trơn rồi. Nếu mà không liếp thì thấy phải không? Nếu cần cái đó là thấy đúng không? Không, em đi khám bác sĩ thì con mắt em bên đây nó đã bị hư rồi. Hư rồi hả? Tức là bị bệnh đó là chị biết là bị bệnh lâu chưa? Nó bị cho bụng mẹ nó sinh ra nó vậy luôn. Năm nay lớn chưa ta? Năm nay nhiêu tuổi vậy? Mấy tuổi rồi? 6-7 tuổi con trai. Mà nó bự mà nó cao giống như khủng lồ. Nó cao lắm. Lúc trước có đi phẫu thuật rồi hả? Thì lâu lâu cũng có hội thành phố xuống đi thẩm mỹ cho nó lâu lâu mổ bú này nè. Nó thòng xuống á rồi con mắt nó chảy gàng rồi trời nó ấy xuống rồi lâu lâu nó mổ rằng vậy đó. Thì nó càng ngày nó còn bự chứ. Tại vì nó đầu nó bự dữ lắm, cái não ngày nay càng bự, nó phát triển. Hôm nay Cường
thấy bự quá ta. Tại vì ba mẹ em người cũng bự. Vậy hả? À, chị hằng ngày bán số với Cường hả? Em bán chung phà. Bán chung phà với Cường á. Dạ. À, ngày chị bán được nhiều không? Em bán 100 tờ. 100 tờ. Ngày 100 tờ hả chị? Dạ, bán ấy rồi bán nhiều quá. Bán ngày cũng 100 tờ. Bán chung với Cường gì cũng chung chắc cũng hòa thuận nhau đúng không? Dạ bình thường. Đâu cạnh tranh nữa. Dạ. Hai nó bán em chị em không có cũng nhầm chỗ có chỗ cũng cạnh tranh tranh ghế. Có chỗ thương mến đùm bọc lẫn nhau. Dạ thương vậy thì mạnh ai nó bán khách xuống mà mạnh ai nó mời bán rồi chứ đâu có cạnh tranh gì đâu. Chị biết Cường này lâu chưa? Dạ lâu rồi. Lâu lắm rồi. Thì dễ thương lắm. Nhiều khi em bán ấy Cường còn tiếp số em nữa. Ngày bán như tờ Cường 100 tờ hả? 100 tờ 400 tờ hả? 100 tờ 100 tờ hả? Ngày 4 tờ bán 100 tờ mình lãnh của cậu 100 tờ còn bán hết á thì thấy khỏe hết thì mình lãnh được ha. Bỏ hết mình đi về tại anh bán lâu dài thì bán ở Bến Hòa này thì trốn với bà luôn. Ta đâu có cho xuống bán. Đúng rồi, đó cho mình. Tại cuộc sống của mình đâu có đi bao vào bóng gì ta và ở đỡ đằng được. Làm được bọn em. Sau clip này có Mạnh Thường Quân nào giúp tiền ví dụ nghèo hay chút ít gì đó. Mình sẽ đi đến đây để trao cho em. Trước nhất thì cũng không có hứa được bao nhiêu hoặc là cái thời gian nào. Nhưng có Mạnh Thường Quân gửi về cho anh sẽ đến trao cho em để cho em bớt đi cái khó khăn một chút xíu ha. Có niềm vui nhưng có cái động lực để buôn bán để kiếm sống hàng ngày. Thôi chúc cả nhà cũng như chúc cho Cường được vui vẻ và qua đó nát nha. Xin chào. Rồi sau cái clip này thì nếu mà tất cả mọi người như các bạn nếu ai thấy cái clip này thì hãy chia sẻ thật mạnh tay vào để cho tất cả mọi người cũng như là các Mạnh Thường Quân các nhà hảo tâm tới gặp được cái clip này và đến giúp em thì cái số tài khoản và cái địa chỉ thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Rồi xin chào tất cả mọi người.